Đây là em đại bàng thảo nguyên của trường Lô đây. Đấy, em uống nước đây. Rất là ngoan hiền, đẳng cấp. Hơn 4 kg đây. Đấy, quá tuyệt vời chưa? Đấy, cho anh em chiêm ngưỡng cái vẻ đẹp của thần điêu. Đấy, lông mượt bóng luôn này. Đấy, cái này mà chó mèo nó vồ một phát thì đây. Đấy, giang cánh này, ôi giời, giang cánh này xem nào. Đấy, đại bàng thảo nguyên của trường Lô đây, đẳng cấp, quá đẳng cấp không mọi người. Đấy, mọi người cho một like đi nào. Em mới về đây. Đây là đại bàng thảo nguyên. Em này phải hơn 4 kg. Loại này thì chó mèo bơi vào đây anh gắp hết. Chết hồn, chú biết khủng lồ, biết thùng. Rất khổng lồ, rất khổng lồ. Chân nó mặc chân của mình nha mọi người. Chân của mình bánh và xe lạnh luôn. Bánh xe lạnh, bánh xe lạnh luôn. 2 ngày nữa mình sẽ về thêm 2 con nữa. Dạng loài vượt chưa không có cái ý lực này. Ý lực em đỏ nước có hết lưng em rồi. Cho tội nghiệp nhỏ uống nước thì kỳ giấy nào. Mày để có mổ tay anh nhá, có mổ tay anh nhá, mày để có mổ tay anh nhá. Mày anh đưa chú đi bắt chó bắt mèo nhá. Ui bốn kg rưỡi to còn bằng cái cánh cửa luôn đấy. Không biết anh ta đang làm cái gì. Ê, ngủ đi em ơi. Làm gì thế?